thấy gì chưa anh em? Đây, đây là bãi chiến trường sau khi một buổi đi săn về nha anh em. Đây là những gương mặt thân quen nè. Đó. Thì bữa nay đi săn với anh Sầu Cai với anh Phong thì cũng được nói chim rồi cả nha. Được con cò hai bên bẹp với 5-6 con cu gì. Ba bốn chậu chảo. Ra không, không ra hồi lấy nước sôi trụng đó. Trời ơi, bỏ cánh luôn hả? Vì 8 mà vẫn hay vô cái cánh này hèn hỏi gì. Phải luôn. Ra chưa? Cái hồi mình thu nhẹ cái vô mặn á. Thì bữa nay đi bắn thì không có quay. Anh em coi thì qua kênh của anh Sầu Ca. Coi những pha bắn của Sầu Ca, của Phong và của Hùng. Thì bữa nay Hùng chỉ quay là ăn nhậu thôi. Quay chế bướng muốn ăn với ăn nhậu thôi. Đây là bãi đất trống trong khu đô thị nè. Cái chỗ của Hùng làm việc luôn. Mấy anh em đang nhậu nè. Điệp to lắm nha mọi người. Con này chắc 400g à. Con cò đó bự không? Nói chung là hôm nay mình ăn cũng hàng khủng không chứ đâu có hàng tệ. Đó. Thì anh em nhỏ lông xong rồi thui xong vô mần rồi chạy đầu bếp về kìa nha. Mình còn người đầu bếp nữa. Anh em chỉ bắn về là có đầu bếp làm ăn à. Ngon lắm cả nhà ơi. Đó. Vô cái đầu làm đồ ăn rồi ha. Rồi ok, chút nữa vô quay cho cả nhà cách chế biến nha mọi người. Thôi mấy anh em mới thui xong rồi cả nhà. Không, bây giờ thui xong rồi vô mổ bụng thôi. Thiếu còn con. Đâu? Nè. Sức mạnh hả? Bật lên kè nó dính. Quẹt kìa, không quẹt đâu. Nè, quẹt nè. Mở giờ. Mở đâu? Dạ. Chim. Chưa đâu, chưa nghe xì mới được. Nó lâu rồi. Sao ca kìa. Cái sao ca không làm đây, chứ. Ừ, nó đi. Rồi, liệt luôn rồi. Vậy. Mới nhận cho được mà. Đồ cổ. Đó. Nóng. Xiết vô vậy. Lỏng găng luôn rồi. Chạy có con nhậm gì? Kèo quẹt à. Xì hư con quẹt luôn nè. Xàm xí đúng thì chứ. Quẹt kèo à. Chơi 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 thôi được rồi. Bỏ đây kiếm mưa không ngại tao đốt một cái cũng được. Rồi ok giờ mới bụng thôi. Đây, giờ lên chảo nè. Mình xào cho nó săn rồi, cái này đổ nước vô rồi cho nó hết nước rồi nó mềm lại. Đây anh đầu bếp của Hùng nè. Rồi em ơi, Hùng cầm cái nát ca mình có bia luôn. Ná hết ca nha anh em. Vì bia ná luôn nha. Công dụng ngoài của ná là để khui bia nha. Cái giấc này nãy giờ quên quay cả nhà. Thôi để Sầu Ca uống cái đi, Sầu Ca về luôn đứt rồi. Đây, sỉnh rồi anh. Thôi, em cũng về luôn. Em cũng sỉnh rồi. Thôi, về luôn. Về luôn rồi. Về luôn. Nghỉ luôn. Về. Đó thì với chưa làm xong đó nha. Sỉnh hết rồi, còn mồi giống hết rồi. Mở luôn. Nó về nữa quay. Về không quay. Để đợi nãy giờ. Ok. Rồi bữa nào gặp lại ha. Ok.